Tôi có thấy anh Ngô Kiến Huy đang rất là đẹp và chỉnh chu với một bộ đồ màu nâu nâu sồng. Nâu sồng là cái gì? Màu nâu sồng rồi đó. Đấy là màu nâu á. Nâu hạt dẻ. Nâu hạt dẻ rất là đẹp và nó chỉnh chu. Vâng, thời tiết ra rất là nóng bức nhưng thế mà anh ta ăn mặc là kính trọng cao tường. Trong đây có hề hề. Đẹp quá. Dừng chịu. Anh ta ăn mặc là kính trọng cao tường. Trong đây có máy lạnh mọi người. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đầu chảy ra. Hề hề hề. Đẹp quá. Dừng chịu.